Ở trẻ thì ở nhà thuốc thì em thường gặp những lứa tuổi từ 6 đến 4 tuổi thì bé, một số bé có biểu hiện biếng ăn hoặc là có thể ăn không hấp thu. Ở nhà thuốc hiện tại thì khi gặp những tình trạng biếng ăn như thế thì em sẽ tư vấn cho các mẹ là chia nhỏ các bữa ăn ra cho bé. Ngoài ra thì bổ sung những các vitamin khoáng chất như là kẽm, lysin, các vitamin nhóm B. Ngoài ra thì nên bổ sung men vi sinh 10 chủng. Hiện tại ở nhà thuốc em thì đang có men vi sinh 10 chủng Bioamicus Complete này. Men vi sinh Bioamicus này là men vi sinh có 10 chủng. Trên thị trường thì có nhiều loại men vi sinh lắm, có phải 1 chủng, 2 chủng. Nhưng đặc biệt là men vi sinh này có tận 10 chủng cơ. Ngoài ra thì còn xuất xứ từ Canada. Các mẹ sử dụng cái này thì cho phản hồi rất là tốt. Ngoài ra thì còn có trên 30 quốc gia đang sử dụng men vi sinh này. Thường thì em thấy là các bác sĩ ở sản trung ương, nhi trung ương hoặc là các bệnh viện lớn thì đều tư vấn cho bé sử dụng cái này từ cả kể từ trẻ sơ sinh. Chị có thể cho bé sử dụng sản phẩm này từ 2 đến 3 lọ một đợt để bé có thể hấp thu tốt, ăn ngon. Bioamicus Complete, men vi sinh 10 chủng đầu tiên và duy nhất hỗ trợ cải thiện hiệu quả tình trạng biếng ăn, rối loạn tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hiện tại men vi sinh 10 chủng Bioamicus Complete đã có mặt tại nhà thuốc Thu Hương, địa chỉ 52B Quán Sứ. Các mẹ qua ngay mua về cho con dùng nhé.